Đây con sóc bông nha mọi người. Sóc bông đẹp này. Này diện con chuột nữa. Đủ rồi là vỗ trống đó đâu. Không phải vỗ mà định hoài móc cho nó ăn rồi đó. Để vỗ thì còn chạy. Nè, bây giờ đi về thăm mấy sóc nha mấy bạn. Dịch quá biết làm gì đi nào. Thăm mấy sóc, đặt mấy sóc. Một sóc đất. Mình chuột nha mọi người. Chuột bự ạ. Chuột nữa. Bảo vô luôn, bảo vô đi rồi. Để đặt lại đi. Bảy hết chuột đấy mà có sóc nữa. Đừng nghiêng xuống dừa. Thank you.
cái đá nha mọi người, đá bụi nè. Tại mua chim chỉnh nhiều lắm á, tại chỉnh là chim về ăn nhiều lắm. Quê mình chỉ có về thôi à, rừng núi không, đi đâu cũng là rừng. Không nhìn nào, không nhìn nó đi lên đi thăm mấy cái kia. Hôm nay có con dê chay vừa rồi mà. Ủa, đá có trái chín hay trái trái rồi hả ta? Kia đá có trái thế. Kìa nhìn dưới không có trái kia. Trái lũ đi chứ, trái bữa nay tan đi chứ. Đang giờ mà con. Đi đi lên thăm chỉnh lông rồi phải không? Lông mình hai em chuột này thôi. Được băng con không quá. Ôi. Chuột nha mọi người. Chuột bự ạ. Cái lông vào đây.